Tư thế tiếp theo là tư thế con đại bàng. Tư thế này cũng vô cùng đơn giản nhé. Rồi mời mẫu đứng dậy. Hai chân khép chặt vào nhau. Hai bàn chân khép chặt vào nhau. Rồi, từ từ này. Chúng ta buông lỏng hai tay xuống dưới. Trùng hai chân xuống. Vắt cái chân trái của mình sang bên phải. Rồi, hơi xoay người sang bên phải. Xoay người sang bên phải. Rồi, tiếp tục này. Móc chân trái của mình vào. Xoay người sang. Rồi, tiếp tục. Tay trái đưa xuống phía dưới. Ôm lấy tay phải từ phía dưới lên. Rồi, động tác vô cùng đơn giản đúng không? Sau đó trong trường hợp mà mình cảm thấy rằng nó chòng chành, nó dễ đổ đấy, thì chúng ta chỉ cần này, hơi đứng thẳng người lên một chút xíu. Đúng không? Kiểm toán sẽ hỗ trợ nha. Đúng không? Tập trung hướng sự chú ý của mình vào khớp cổ chân phải. Sao cho đứng thật tĩnh này. Tay này cũng giữ thẳng ra. Đúng không? Ôm nó nhỏ. Rồi, cẳng tay của mình dựng thẳng để có thể đạt tư thế mà đứng vững nhất, đạt hiệu quả nhất, thì chúng ta hơi xoay nhẹ người sang bên trái, sao cho khóa thật chặt chẽ. Đây là một trong những tư thế đòi hỏi cái sự cân bằng và sự dẻo dai. Có nghĩa là chúng ta làm sao vừa mềm mại vừa dẻo dai, mà phải vừa có cái khả năng giữ cân bằng tốt, để tránh cái trường hợp làm sao chúng ta bị làm sao chưa kịp giữ đủ thời gian thì đã đổ mất rồi. Đúng không? Giữ thật tĩnh nhá. Hướng sự chú ý của mình vào khớp cổ chân, khớp gối. Rồi, đứng thật chắc. Càng chắc chắn càng tốt, càng hiệu quả càng tốt. Thật thoải mái, chắc chắn và chặt chẽ. Có rất nhiều nhóm cơ. Nếu như chúng ta là người bình thường thì chúng ta không cần phải hướng tới để nâng cấp làm gì cả. Nhưng tội gì không nâng cấp sức khỏe và sắc đẹp của mình lên những cái tầng cao mới, đúng không? Chúng ta có trong tay những cái phương tiện mà không phải ai cũng có. Giả thiết như chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau ở trên YouTube, thì có lý do gì mà không triển khai, đúng không? Có lý do gì, có mất mát gì đâu, đúng không? Cùng một công thôi, một ngày chúng ta làm gì có được bận bịu đến ngưỡng mà mất cả tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ dành cho mình còn không có, đúng không? Và Kim Toàn biết rằng là có rất nhiều người cà phê hoặc là thừa rất là nhiều thời gian hàng ngày, rất là lãng phí. Rồi từ từ buông tay và buông chân ra, đứng thẳng dậy, thoải mái, thả lỏng, trở về tư thế kim cương ngồi. Vừa rồi là tư thế cái gì ạ? Tư thế còn đại bàng ở bên trái trước. Đối với bên phải thì các bạn làm sao? Chúng ta sẽ trùng chân xuống trước này, vắt cái chân phải của mình lên, rồi móc vào. Sau đó này, vòng cái tay phải của mình xuống phía dưới, ôm lấy. Và chỉ cần đứng thẳng, thoải mái, chắc chắn, thế là được. Hướng sự chú ý của mình vào các đầu ngón chân trụ. Và thoát ra cũng vậy, chúng ta buông tay ra trước này, buông chân ra sau, đứng dậy. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở cái video của tư thế tiếp theo nhé.